Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục ở cái phần hắc vật liệu. Có nghĩa là mình sẽ chèn vật liệu vào. Thì ở đây mình có gửi một bài tập cho các bạn rồi. Thì mình sẽ chỉ cho các bạn cách mà chúng ta bỏ vào trong file để chúng ta vẽ cho nó nhanh. Chúng ta đưa file PDF vào trong cái JLucas, rồi sau đó chúng ta căn cứ vào đó chúng ta vẽ, chúng ta thực hành những bài tập mà mình cho nó tiện nha. Thì ở đây chúng ta làm như sau. Ở đây chúng ta vào cái phần insert này các bạn thấy không? Có chữ nó rất nhiều thứ, ví dụ như là những file reference reference này, và những file khác định dạng khác có thể đưa hình ảnh vào cũng được. Nhưng ở đây bởi vì mình có cái file PDF này, file bài tập này nên thôi mình đưa vào luôn. Thì mình sẽ vào này. Ok, mình sẽ load đến cái thư mục mà chứa nó. Thì ở đây có bài tập này, chúng ta vào. Ok, nó hỏi mình như thế nào thì mình cứ để nó, mình ok thôi. Ok, và mình kích chọn một điểm là mọc, kích vô đây. Mình sẽ chọn nó kêu lên bao nhiêu lần, 100 lần đi. Ý, nó to rồi, các bạn thấy không? Tùy vào cái hình nhé. Và chúng ta kêu nó để chúng ta dễ thấy thôi. Thì trong này mình đưa các bạn thôi, nhưng mà mình không có ghi là chúng ta vẽ tỷ lệ nhiêu. Thường thì ở đây sẽ có ghi một cái, chúng ta ghi cái tỷ lệ 1:1. Mình ví dụ như vậy đi. Thì trong khung mình cũng phải tạo tỷ lệ 1:1. Mà thôi bây giờ mình sẽ chỉ các bạn vẽ, sau đó mình hack. Mình vẽ một cái đường nó đơn giản nhất như thế này đi. Cách mà chúng ta vẽ một cái hình như thế này. Đây, hình đây. Ok không các bạn? Thì chúng ta sẽ tập như sau, chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta muốn làm cái khung tỷ lệ 1:1 thì đơn giản thôi, chúng ta làm nha. Chúng ta tạo cái mới đi. Mình sẽ tạo cái mới rồi sau đó mình sẽ vẽ để cho nó tiện. Tỷ lệ 1:1. Thôi bây giờ mình sẽ chỉ các bạn như thế này. Chúng ta sẽ vẽ trước. Chúng ta vẽ trước thì cái cách chúng ta có thể vẽ bằng cách nào, chúng ta vẽ từ nhỏ ra hoặc là chúng ta vẽ từ trong từ lớn vào. Tuy nhiên cái cách mình vẽ như sau. Chúng ta sẽ căn cứ vào nhiều cái lệnh. Đầu tiên chúng ta nhìn thấy cái hình vuông ở trong này thấy không? Chúng ta xác định nó là hình vuông, nó là 20. Ok. Ở ngoài này thì nó chắc chắn nó sẽ lớn hơn 5. Và cái này nữa là 5, thì cái này nó là 30 này. Bạn thấy là 30 với thêm 20 này nó là 40. Thì chúng ta làm như sau. RSC. Chúng ta vẽ một cái 20. 20, tab 20. Enter. Ý các bạn thấy nó nhỏ xíu không? Cái này nó sẽ lớn hơn ra ngoài. Nó ra ngoài là thêm 5 nữa và cái này thêm 5 nữa. Thì nó thành 10 là 2, 20 là 40. Chúng ta sẽ xài cái lệnh offset như thầy đã dạy. Offset 2, sorry, 5. Offset này. Offset. Offset. Đó, các bạn thấy không? Vậy thì hai cái điểm này bây giờ mình giả sử mình coi thì nó là nhiêu. Nó 40 đó, được không? Thì bây giờ tiếp tục này. Mình sẽ vẽ nó. Cái này nó to quá thì mình kéo nhỏ lại để mình dễ xài thôi. Nhỏ lại giống như là nguyên bản của nó, mình mua lên đây để mình nhìn dễ nhìn. Các bạn thấy không? Cái này nó là 4 cái lỗ này. Nó tại cái tâm của hình này, đúng không? Tâm của đường 20 này này. Thì lỗ này nó là phi 5, có nghĩa là R nó 2.5. Vẽ nhá, mình vẽ bình thường thôi. C enter. 2.5 enter. Đó. Bây giờ mình có thể copy nó 4 cái được không? Copy nó 4 cái mình bỏ được không? Được chứ. Nó ra rồi nè, nó cũng ra được 4 cái như vậy đấy. Nhưng mà như vậy thì nó tùy vào cái hình. Nhưng mà thêm có một cái đường này nữa này, nó thêm một cái đường tròn này nữa này. Thì chúng ta làm sao? Đường tròn này nó là nhiều, R nó năm. Thì có nghĩa chúng ta sẽ offset ra là năm. Offset năm. Đó, xong rồi đó. Bây giờ chúng ta cắt thôi. Chúng ta sẽ cắt R một cục, chúng ta cắt những thằng này thôi. Đó, chúng ta cắt những thằng đầu riêng chúng ta ra. Đúng không ạ? Cắt cắt nó. Rồi. Tương tự như vậy. Tương tự như vậy. Chúng ta xóa cái này đi. Thì chúng ta ra được hình kia đúng không ạ? Bây giờ chúng ta có cái này rồi. Chúng ta có thể vẽ từng cái và chúng ta cắt nó đi. Nhưng mình không chỉ vậy, chúng ta có thể xài cái mirror nó nhanh hơn. Mở enter. Chọn này, nhấp chuột phải mình chọn cái tâm. Đó, đúng không? Cái tâm cái đường này nó mirror qua mà đúng không? Bây giờ mình có hai đường rồi. Thì mình sẽ mirror nó lật ngược qua bên này, lật ngược qua này. Mở enter, chọn đối tượng. Enter một phát. Enter một phát. Đúng không ạ? Bây giờ mình cắt đi. Những cái nào không cần thiết mình cắt đi. PR bụp bụp cắt 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 cắt. Các nước mình cắt từ trong này ra cũng được mà lâu. Thì bây giờ mình quét này, mình chọn đi. Mình xóa đi hàng này nhanh hơn. Xóa. Xóa. Xóa nhanh hơn. Đó, chúng ta đã xong rồi.
Bây giờ tiếp tục gì nữa? Chúng ta nhìn nha, chúng ta nhìn. Chúng ta bo, bo tròn. Bo tròn, bo tròn. Bo tròn cái này nó là nhiêu? 10. Đó, R10. Ok. Bo nha. F enter, R enter, 10. Bụp, bụp, bụp. Đúng không? Gõ cái space cái bụp, bụp. Gõ cái space cái bụp, bụp. Gõ cái space cái bụp, bụp. Mình không biết đúng hay sai, mình coi nó thử đi đã. R là 10. Có phải đúng hay không? Nhiều khi mình rẽ ra nó lại bị sai mất. Để coi thử cái hình nó thấy lạ nè. Mình cảm thấy nó lạ nè. R10 lớn quá đâu đúng. R10 là ở ngoài, sorry. Sorry, cái hình đó nó là R5. Chết chết, nhầm rồi. Hèn chỉ thấy nó kỳ. Rồi, ta coi. Cái R này thôi nha, R này thôi. Nó sẽ như thế này. R bằng 5. 5 nha. Chúng ta sẽ làm như sau. F enter, R enter, 5. Bụp. Đó. Gõ phím space cái. Đó. Gõ phím space cái. Đó, được chưa? Còn ở ngoài này nó là 10 nè, F enter, R enter, 10. Bụp. Đó. Rất đơn giản. Đúng các bạn. Khi mà mình thuộc tất cả các lệnh rồi thì mình sẽ làm rất là dễ. Rồi. Bây giờ mình sẽ hát. Sorry. Hai cái này không có. F enter R enter 10. Bụp. F enter R enter 10. Bụp. 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 Rồi xong. Bây giờ mình sẽ hát. Mình sẽ hát. Mình sẽ hát cái vật liệu cho nó. Mình hát nó thử nó như thế nào nha. Mình hát. Hình như cái này 5 là ra sai rồi. Cái này 2.5 thôi mới đúng. Thôi kệ nó đi. H. Bấm chữ H. Ở đây thì nó hiện lên một cái bảng. Ý, tất nhiên cái điều kiện biên của mình là phải kín thì mình mới hát được nha. Mình sẽ chọn thấy cái này. Hát vô đây. Đó các bạn thấy không? Enter một phát. Đó, ví dụ bây giờ mình muốn hát cái gạch đây, mình vẽ một cái đường biên kín. H. Mình sẽ chọn nó này. Cái gạch mình muốn chọn gạch đây, gạch. Kích chưa đây. Cái gạch của mình đấy nha. Enter. Nó nhỏ quá, nó nhỏ quá. Nó không tròn, đúng không? Mình hát enter. Mình sẽ chọn cái gạch này đi. Kích chưa đây. Mình sẽ chọn nó ví dụ như là 0.1 thử đi nó ra không. Nó nhỏ quá, nó nhỏ quá. Nó không tròn. Ít kích chưa đây, thấy không? Được chưa? Kích chưa đây. Mình thấy này, nó vẫn còn to quá. Thì mình nhấn 0.05 thử đi. Đó, thì nó ra vừa mắt. Bởi vì mình đang vẽ tỷ lệ 1% cho nó rất là nhỏ. Cho nên các bạn muốn chỉnh nó như thế nào thì chúng ta nhấp đúp vào, chúng ta chỉnh cái tỷ lệ. Muốn cho nó mịn hơn tí là 0.5. Thử đi. Đó. Đó là cái cách hack vật liệu. Nó rất là dễ, miễn cái miền của các bạn nó kín là được. Mình ví dụ này. Hack enter. Chọn này đi. Như thế này thì nó lại nhỏ quá các bạn thấy không? Bởi vì cái hình thì nó to. Cho nên mình chọn nó lại nhiều. 15 con. Ý nó to quá, nó lại to quá. Nhấp vô đây. Chọn nó một. Đó, nó vừa mắt, nó rất là đẹp. Đó. Đó là cái cách mà chúng ta hack vật liệu. Rất là đơn giản các bạn nha. Các bạn về thử. Bài tập mình sẽ gửi lên trên cái link YouTube luôn để cho các bạn làm thử đi nó như thế nào. Ok không ạ? Rồi.